Tuyết Dung, David Beckham của bóng đá nữ Việt Nam. Những giây phút cuối cùng của hiệp 1 trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đối thủ Myanmar, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang để đội bạn dẫn trước với tỷ số 0-1 trong cuộc đối đầu mà chúng ta cần ít nhất một kết quả hòa để đi tiếp. Tuyết Dung bước đến để thực hiện quả đá phạt góc thứ hai cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trong một tình huống mà toàn bộ hàng thủ của đội tuyển Myanmar đã sẵn sàng để ngăn chặn một quả treo bóng từ cầu thủ mang áo số 7 của đội tuyển Việt Nam, thì Tuyết Dung còn có một ý tưởng táo bạo hơn như vậy rất nhiều. Và chị đã thành công. Quả bóng từ cái chân trái của tiền vệ câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam vẽ nên một đường cong tuyệt hảo, đi vào lưới bất chấp tình huống bay người cản phá trong bất lực của thủ thành đội tuyển Myanmar. Pha lập công của Tuyết Dung đến ở một thời điểm vô cùng quan trọng. Nó giúp vực dậy tinh thần đang xuống của các cô gái Việt Nam, đồng thời góp công lớn trong việc cầm hòa tuyển Myanmar, giúp các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung lách qua khe cửa hẹp, có vé bước vào vòng tứ kết để chạm trán với đối thủ Trung Quốc, qua đó viết tiếp giấc mơ World Cup vẫn còn đang dang dở. Sau khi trận đấu kết thúc, trang Twitter chính thức của AFC Asian Cup đã có bài viết khen ngợi Tuyết Dung. Cụ thể, AFC miêu tả bàn thắng của Tuyết Dung là Ben It Like Tuyết Dung, dựa trên bộ phim nổi tiếng Ben It Like Beckham nói về cuộc đời của huyền thoại bóng đá nước Anh. Khi còn thi đấu, Beckham cũng đã để lại ấn tượng với những cú sút phạt với độ xoáy rất cao như vậy. Thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên quả bóng vàng Việt Nam năm 2014 khiến người ta phải nhắc đến mình với những pha lập công trực tiếp từ cột cờ góc. Tháng 5 năm 2015, trong khuôn khổ vòng bảng giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam đối đầu với các cô gái Malaysia. Trong một trận đấu thể hiện rõ sự áp đảo của đại diện đến từ mảnh đất hình chữ S, thì điểm nhấn lớn chắc chắn đến từ những tuyệt phẩm mà Tuyết Dung đã để lại trên sân. Phút thứ 77, khi tỷ số đã là 4-0 cho đội chủ nhà, tiền vệ sinh năm 1993 thực hiện quả đá phạt góc khiến bóng bay thẳng vào khung thành đội tuyển Malaysia trong sự trầm trồ của những cổ động viên có mặt trên khán đài. Không dừng lại ở đó, phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, lần này là ở cột cờ góc đối diện, Tuyết Dung một lần nữa khiến mảnh lưới của đội khách phải rung lên vì một tuyệt phẩm lá vàng rơi mang đẳng cấp thế giới. Trang tin 101 Grid Goal đã dùng những mỹ từ như ngoạn mục và thành tích đáng nhớ để nói về hai siêu phẩm thuộc dạng của hiếm này. Đây là thành tích đáng nhớ của Tuyết Dung trong chiến thắng 7-0 của tuyển nữ Việt Nam trước Malaysia ngày hôm nay. Tuyết Dung ghi hai bàn thắng ngoạn mục từ chấm đá phạt góc. Đáng nể hơn, cô ấy ghi bàn bằng cả hai chân, bàn đầu bằng chân trái, bàn thứ hai bằng chân phải, và cho những ai nghĩ rằng hai bàn thắng đó là ăn may. Tuyết Dung đang là chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam năm 2014, tờ 101 Grid Goal kết luận. Trang chủ của FIFA thời điểm đó cũng đã có những lời tán dương cho số 7 của đội tuyển Việt Nam. Cô gái Việt Nam đã làm nên chiến tích lớn. Tuyết Dung ghi bàn thắng ngoạn mục từ cú đá phạt góc. Sau đó, cô ấy ghi thêm một bàn thắng nữa tương tự để hoàn thành hat-trick. Kinh ngạc hơn khi Tuyết Dung thực hiện hai bàn thắng phạt góc bằng hai chân. Bàn đầu tiên bằng chân trái và bàn thứ hai từ chân phải vì cô sút phạt ở góc đối diện. Năm 2019, ở kỳ SEA Games trên đất Philippines, Tuyết Dung suýt chút nữa đã ghi được bàn cũng từ đá phạt góc trong chiến thắng 6-0 trước Indonesia. Ở hiệp 1, tiền vệ sinh năm 1993 có một tình huống thực hiện đá phạt góc vào thẳng cầu môn của Indonesia nhưng bị thủ môn của đội bạn cản phá thành công. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Tuyết Dung nở nụ cười. Thực ra tôi có ý định câu bóng thẳng vào cầu môn thật, nhưng rất tiếc là tôi chưa thực hiện thành công. Điều người hâm mộ ấn tượng ở Tuyết Dung không chỉ là tài năng và sự đĩnh đạc trong phong cách thi đấu, mà còn là khả năng sử dụng cả hai chân thuần thục. Chia sẻ về khả năng mà ngay cả những cầu thủ nam cũng phải mơ ước, Tuyết Dung cho hay: từ bé em quen đá chân phải, nhưng dần dần thì em tập cả chân trái và sử dụng được cả hai chân. Chân trái của em có lực mạnh hơn, còn chân phải thì kỹ thuật hơn. Tiền vệ mang áo số 7 của đội tuyển Việt Nam thường xuyên được xếp thi đấu bên cánh phải, nhưng rất thuần thục trong việc sử dụng chân trái để dây dắt bóng vào giữa sân. Khi nói về tác dụng của năng lực đặc biệt này, Tuyết Dung nói tiếp: nhờ có thuận cả hai chân nên có nhiều tình huống sẽ dễ dàng cho em trong việc đi bóng, ngoặt bóng. Ở trong những tình huống nhất định thì em cũng có thể sút được bằng cả hai chân, điều đó thuận lợi hơn rất nhiều. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, song cô gái quê Hà Nam vẫn luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm gắn bó với bóng đá bằng tất cả tình yêu và niềm đam mê của mình. Năm 2006, Tuyết Dung chính thức gia nhập tuyến trẻ của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Nhờ vào sự luyện tập chăm chỉ cùng với sự cố gắng của bản thân, Tuyết Dung đã nhanh chóng đạt được những thành tích ấn tượng tại giải vô địch U19 quốc gia năm 2011 khi ẵm trọn hai giải thưởng cá nhân bao gồm vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu. Với thành tích này, chị được chọn vào trong đội hình của đội tuyển quốc gia Việt Nam vào năm 2011. Trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, sẽ không sai khi nói Tuyết Dung chính là một trong những nữ cầu thủ giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam. Trên phương diện câu lạc bộ, cùng với đội bóng chủ quản Phong Phú Hà Nam, Tuyết Dung có được một chức vô địch quốc gia vào năm 2018 cùng với 2 lần về nhì và 3 lần về ba ở giải đấu này.
Đặc biệt vào năm 2019, với sự xuất sắc của mình, Tuyết Dung đã cùng đội bóng chủ quản lên ngôi tại giải bóng đá nữ cúp quốc gia, qua đó giúp Phong Phú Hà Nam trở thành đội bóng đầu tiên sở hữu hai danh hiệu cao quý nhất trong hệ thống các giải đấu của bóng đá nữ Việt Nam. Ở đấu trường quốc tế cùng đội tuyển Việt Nam, Tuyết Dung chính là người ghi bàn thắng quyết định giúp chúng ta đả bại Thái Lan 2-1 để lần đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết một kỳ ASEAN vào năm 2014. Ở đấu trường khu vực, cô cùng những người đồng đội của mình có 2 lần liên tiếp đoạt huy chương vàng SEA Games trong các kỳ đại hội gần nhất, đồng thời lên ngôi ở giải vô địch Đông Nam Á trên đất Thái vào năm 2019. Xét trên các giải thưởng cá nhân, Tuyết Dung cũng đã có 2 lần đạt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2014 và 2018, xen giữa đó là 2 lần về nhì tại giải thưởng này. Giấc mơ World Cup vẫn còn ở phía trước với bóng đá nữ Việt Nam. Sau trận đấu đầy căng thẳng với Myanmar, Tuyết Dung chia sẻ: "Cá nhân tôi và đội tuyển nữ Việt Nam đã nhiều lần chạm trán với Myanmar, nhưng có lẽ trận đấu ở Asian Cup năm 2022 là trận đấu khó khăn nhất, nhọc nhằn nhất. Đội bạn thi đấu rất tập trung và lan xả. Chúng tôi cũng đã nỗ lực nhưng nhiều lúc không có được thế trận tốt. Khi Myanmar dồn lên tấn công, chị em chúng tôi đã bảo nhau phải thật sự bình tĩnh. Chúng tôi đã chủ động chơi chậm lại, sau đó tăng tốc dần bằng những tình huống lên bóng nhanh. Hai lần bị dẫn bàn là hai thử thách, cực kỳ khó khăn. Vì thế, khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi sẽ về nhưng không phải lúc này. Khán giả quê nhà hãy tiếp tục sát cánh với đội tuyển nữ Việt Nam trên hành trình gian nan chúng tôi đang trải qua tại Ấn Độ. Không được đón Tết cùng gia đình, nhưng chúng tôi không buồn vì nhiệm vụ của Tổ quốc đang đón chờ. Hy vọng rằng với nền tảng là bàn thắng có được trong trận gặp Myanmar, Tuyết Dung sẽ còn chơi hay hơn nữa trong những trận đấu sắp tới, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam có được những kết quả tốt, có được tấm vé tham dự World Cup. Hiện thực hóa giấc mơ của hơn 90 triệu cổ động viên bóng đá Việt Nam. Các bạn đừng quên like cũng như theo dõi fanpage YouTube của Nextbox để cập nhật tin tức và cổ vũ cho những cô gái của chúng ta nhé.